Chào các bạn đã đến kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Bình luận viên tàu lao chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Trước tiên Đại Lâm chúc các bạn luôn sức khỏe, lành, may mắn trong cuộc sống nha. Đây là giải 44 sân Minh Nhí, đường Hai Bà Trưng, cà phê Ngọc Như, sau lưng sân Nhà Lộng Dĩ An, Bình Dương các bạn. Đây là tem của Quy Đen và Mon Buôn Buôn cùng Dũng Dũng Lê và Sinh truyền hai. Còn đi trước màn hình ống kính có làm là tem Đông Sang 2000, Tấn Cao Phong 2000, Bảo Thái và Quỳnh Anh cùng Khang Lùng, mà hiện tại bây giờ Khang Lùng giao truyền hai nghe các bạn. Đại Lâm chỉ có kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò và Đại Lâm Chuyện Bên Lề, còn tất cả các kênh khác không phải của Đại Lâm mà. Cảm ơn các bạn luôn đồng hành theo dõi cùng kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là ngày những ngày cuối tuần, đây là giải trẻ nha các bạn. Tụi em tụi cháu sinh năm 1997, 98, 99, 2000, 2001 nha các bạn, thi đấu nha các bạn. Và những cái tên thật sự rất ấn tượng của cái giải này: Đông Sang 2000, Tiến Đen, Thắng Mắc Kính, Đức Từ Thiện. Và rất nhiều cầu thủ các bạn, Chim Mexico và anh em của câu lạc bộ Mexico. Rất ghê và rất ghê, hấp dẫn các bạn ơi. Không không. Một pha kết thúc tốt của Bôn. Xin lỗi các bạn ơi, tên Moon các bạn, tên là Bôn. Moon. Russia đút Moon các bạn. Và Dũng Lê chuẩn bị phát bóng các bạn. Tem này tem của sinh viên nha các bạn. Một pha kết thúc tốt của Đông Sang 2000 ở Đông Sang quê Bình Định. Đây là tem của đội chủ nhà của Minh Nhí các bạn. Một pha kết thúc tốt của Dũng Lê. 2-1. Cắt bóng không qua lưới, điểm cho đội Duy Đen. Ba màu hả? Tỷ số hiện tại giờ là 3-1, nghiêng về cho tem Quy Đen sinh viên. Quy Đen quê Đồng Tháp nha các bạn. Một quả công tốt của Đông Sang 2000. Hai ba. Một pha phát bóng mang điểm trực tiếp của Khang Lùng. Ba đều. Một pha chắn bóng quá tốt của Phong 2000. Bốn ba. Quá lợi hại của Sinh. Một pha quan sát quá hay của Truyền Hai. Bốn đều. Quá đáng tiếc cho Quy Đen chạm lưới. 5-4.
một pha cắt bóng tốt. Năm đều. Quá đáng tiếc, pha bóng dột mốc của phòng 2000. 6-5 nghiêng về cho Quy Đen. Mexico 2000. Cái thằng hồi nãy cầu 2m. Một pha phát bóng ở điểm trực tiếp của Dũng Lê. Một pha cắt quá ngọt của Đông Sang bên biên số 2. Và cắt bóng tốt của Bon Moon. Xin lỗi các bạn ơi. Rút xa đốt Moon. 6 đều hả? Một pha cắt bóng tốt chúng ta trắng của Tem Huy Đen bay ra ngoài. 7-6. Gì trời, 7-6 mà. 7-6 mà. Đồng lắm rồi. Một. Dạ. 8 đều hả? Ủa bên kia gác điểm bây giờ mà. 8 đều. Tỷ số bây giờ là 8 đều. Xin lỗi các bạn ơi, xem bóng mà không có tập trung các bạn ơi, bóng điểm bây giờ đếm tầm bậy tầm bạ không các bạn ơi. Một pha kết thúc tốt của Đông Sang. 9-8. Đang dừng điểm đi nè mấy em ơi. Lại một pha vượt mốc của Moon. 18. Một pha Dũng Lê bị lưới các bạn ơi. 11-8. Đang giữ điểm đi luôn nè. Một pha xử lý quá hay của Moon. 9-11. Pha quá quy lực của Phong 2000. 12-9. Một pha kết thúc quá quy lực của Dũng Lê. 10-12. Một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Dũng Lê. 11-12. Cơ hội 12 đều không. Dũng Lê làm gì đây? Dũng Lê pha một quả bóng quá quy lực, bóng chạm nó trắng bay ra ngoài. 12 đều.
đang tiệc một pha phòng thủ của Dũng Lê bị chặt chân. Mười ba mười hai. Quá ghê cho một pha nổ bom cái đông xăng 2,5 m à các bạn, chưa được 3 m các bạn ơi, quá ghê. Mười bốn mười hai. Lại lần thứ hai, sinh truyền hai quá thông minh, quan sát quá tốt. 13-14. Một pha phát bóng hỏng. Một pha kết thúc quá nhanh, quá nguy hiểm của Đông Sang, đầy quy lực. 16-13, kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Xin chúc mừng team của đội nhà chủ nhà Minh Nhí. Set 1, xin mời các bạn xem tiếp set thứ 2 nha. Tự tin điểm đi.